Nếu bạn chưa biết lỗi này thì clip này sẽ dành cho bạn. Tôi xin chào anh em nhé. Nhiều anh em đánh là mình thấy những cái bi như này mà anh em vẫn đánh trực tiếp vô luôn này. Cái độ hở của nó là gần như rất là nhỏ, hoặc là dưới một đầu cơ thôi, dưới một đầu cơ thôi nhé, dưới một cái ngón tay này thôi này. Đó, thì anh em vẫn đánh trực tiếp vô. Có nghĩa là nó sát như này mà anh em vẫn đánh trực tiếp vô. Vô như này. Đó, thì thường nó sẽ bị lỗi lùa bi nhé. Cái này là trường hợp mình thấy, cái trường hợp này là anh em ngoài Bắc là bị rất là nhiều. Anh em ngoài Bắc vô đi chơi là toàn cãi nhau về vấn đề này không này. Nhưng ngoài Bắc vô chơi là toàn cãi nhau về vấn đề này, có nghĩa là đánh như này mà không tính lùa bi, không tính lỗi thì thôi, thấy không? Tất nhiên là không có luật nào bắt lỗi cái này cả, bắt lỗi lùa bi cả, nhưng mà đánh mà khi mà bi chủ mà chạy theo bi mục tiêu như này luôn đó, thì nó sẽ được tính là lùa lùa bi anh em nhé. Có nghĩa là đúc cơ đó, đánh mình chạm cơ 2 lần đó, nó sẽ rất là nhạy cảm. Đánh những cái này thì anh em nên sử dụng là mắt C anh em nhé, mắt C, hoặc là đánh bình thường thì anh em phải nghiêng cái đầu cơ này này, nó phải nghiêng ra ngoài này, nó phải nghiêng ra khỏi cái phần tiếp xúc của bi mục tiêu đây, có nghĩa phải đánh như này. Chứ còn đánh mà hướng vô này là ấy nha, đánh mà hướng vô này là lỗi nha, có nghĩa là đặt đây thì được này, nhưng mà đánh bên này là lỗi, là lỗi. À, anh em hiểu ý mình không? Có nghĩa là cái này thì không ai bắt lỗi, không có cái luật nào quy định cái này cả, nhưng mà mình là một người chơi bi-a mà gọi là fair play ấy, chơi đẹp á, chơi muốn bi-a nó sạch đẹp ấy, giống như mình ấy, thì mình đánh những cái này ấy, thì mình anh em gọi là sao ta, gọi là có một chút văn hóa đi. Ừ, nó thì nên đánh những cái này thì mũi cơ phải hướng ra ngoài nhé, đây mũi cơ phải hướng ra ngoài đi mục tiêu để gây ít gây tranh cãi hơn, ít gây tranh cãi hơn anh em nhé, thì cái bi da nó sẽ sạch đẹp hơn. Còn muốn mà đánh đánh vô trực tiếp trong này luôn thì phải xài pique hoặc là mắt C nhé. Đó, phải xài pique hoặc là mắt C thì nó mới là một cú đánh hợp lệ anh em nhé.